COVID-19 đã khiến người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tiếp nhận sàn thương mại điện tử, kênh mua hàng trực tuyến nhanh hơn, nhất là khi mua một số danh mục sản phẩm nhất định. Vì vậy, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong ngành tiêu dùng đã thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường bằng việc xây dựng nhiều kênh bán hàng, từ đó phát triển mô hình bán hàng đa kênh. Co-op-mart Đà Nẵng cho hay, hơn 80 tỷ đồng hàng hóa dự trữ cho Tết Nhâm Dần 2022 đã về kho. Nếu như thời điểm này năm ngoái, các giỏ quà Tết đã rộn ràng lên kệ của siêu thị, thì năm nay, nhà bán lẻ này dành nhiều quan tâm hơn cho kênh bán hàng online. Sự gia tăng mức độ sẵn sàng mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng đối với nhu yếu phẩm cơ bản và sản phẩm tươi sống đang là hoạt động mà ngành hàng tiêu dùng hướng tới, thậm chí cả trong cao điểm mua sắm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Hàng hiện nay là người ta cũng ngại ra đường, nhưng mà chúng tôi là bán tăng cường, bữa đây người ta lại tăng cường có hàng online lại. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện mà mua hàng online sẽ là cái mục tiêu lớn sau này của khách hàng, ngay cả Tết người ta cũng là chuyển qua có hàng online để hạn chế tiếp xúc với đông người trong những đợt cao điểm của Tết. Mặc dù không thể khẳng định COVID-19 đã khiến người dùng chuyển đổi toàn diện từ kênh mua hàng truyền thống sang kênh mua hàng hiện đại, nhưng ở một số danh mục sản phẩm cụ thể đã có sự chuyển dịch rõ nét từ thương mại truyền thống sang thương mại điện tử và kênh mua trực tuyến. Chính vì vậy, bán hàng đa kênh đang được các siêu thị tận dụng triệt để. Hiện tại chúng tôi cũng tập trung cái nhân sự để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu và mua hàng online tăng lên trong cái thời điểm sau dịch. Ví dụ như là các cái kênh về qua Zalo, qua Facebook, qua trang web và giao hàng ship tới tận nhà cho khách hàng, miễn phí ship hàng cho khách hàng, vân vân. Nói chung là giao hàng nhanh trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Giãn cách xã hội trong một thời gian dài đã góp phần thúc đẩy người tiêu dùng tăng mức tiêu thụ đối với kênh mua sắm trực tuyến. Cùng với đó, những giao dịch online cũng ghi nhận sự bứt phá khi đang trở thành phương thức thanh toán tiện lợi, an toàn trong bối cảnh COVID-19. Thanh toán của dân qua Internet Banking và Mobile Banking nó có sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Internet Banking thì nó tăng trưởng khoảng 50%, còn Mobile Banking thì tăng trưởng đến 125% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân của cái tình trạng này thì chúng ta cũng thấy là cùng với cả nước thì Đà Nẵng cũng bị giãn cách xã hội một cái thời gian dài và rất nhiều đợt. Thì nhu cầu của người dân trước đây thì người ta dùng tiền mặt để thanh toán, bây giờ giãn cách như vậy, ai yên ở đó thì người ta sẽ dùng các cái phương tiện điện tử, trong đó có Internet Banking và Mobile Banking. Xu hướng nhà là chợ xuất hiện trong điều kiện phòng chống COVID-19 thì kênh thương mại điện tử bán hàng trực tuyến là một phần không thể thiếu. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bán lẻ, buộc phải chuyển đổi mô hình bán lẻ truyền thống thành bán lẻ đa kênh offline và online. Khách hàng ở đâu thì bán hàng ở đó. Chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng trung thành đa kênh đang trở thành yếu tố quyết định của hầu hết doanh nghiệp hiện nay.